Tình yêu luôn là một chủ đề muôn thuở được khai thác và bàn luận. Bên cạnh những chuyện tình đẹp như mơ, là những đổ vỡ bất ngờ. La La Land là một bộ phim tình cảm hài hước đã thắng nhiều hạng mục Oscar và được công nhận là một trong những bộ phim hay nhất ở thời điểm nó ra mắt. Câu chuyện tình yêu này thế nào? Có gì khác biệt mà lại được đánh giá cao như vậy? Cùng bắt đầu thôi. Mia là một nữ diễn viên chưa có tên tuổi nhưng hoài bão lớn, làm đủ mọi nghề để nuôi dưỡng đam mê với môn nghệ thuật thứ bảy của mình. Sebastian là một nhạc công jazz. Anh đơn giản là một người nghệ sĩ thực thụ, và một người nghệ sĩ thì thường hay nhạy cảm. Bộ phim bắt đầu với một vụ kẹt xe trên cầu. Đó cũng chính là nơi mà Mia và Seb gặp nhau lần đầu tiên. Dù ấn tượng với nhau không tốt lắm, một cô gái rất cản trở giao thông vì buôn điện thoại và làm việc riêng. Mia làm phục vụ tại một quán cà phê và chẳng ai làm công việc đó cả đời cả. Cô dõi mắt theo một vị khách sang trọng với đôi mắt sáng bừng một ngọn lửa khát vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy. Mải mơ mộng, cô quên mất rằng ngày hôm nay mình có một cuộc hẹn thử vai. Oops. Mia diễn khá tốt với tình huống một cô gái đang đau khổ sau khi nhận được điện thoại từ người bạn trai. Nhưng ngoài kia có quá nhiều người xuất sắc hơn cô, và quan trọng là họ không khư khư một chiếc áo khoác khi đi thử vai. Mia về nhà với tâm trạng của những sinh viên trường đại học. Tôi không hiểu phụ nữ, nhưng đi tắm là một sự lựa chọn không tồi vào lúc này. Cơ thể còn chưa kịp khô ráo thì lũ bạn Spy Girl bước vào hỏi thăm về buổi thử vai đáng quên, và Mia trả lời bằng sự im lặng. Nhưng bạn tốt mà, có buồn thì cũng phải đi chơi với tụi này. Sau một hồi lưỡng lự, Mia khoác lên mình chiếc váy xanh dương cùng Spy Girl đến một bữa tiệc sang xịn mịn. Nhưng Mia hoàn toàn lạc lõng trong đám đông cho đến khi cô sẵn sàng được tìm thấy. Bữa tiệc kết thúc, cô gái nhỏ bé bước đi những bước vội vàng vì xe đã bị cầu đi. Cô dừng lại trước một quán nhạc jazz có cái tên đặt theo một loại trà đá, đó là Lipton. Những phím đàn piano như mê hoặc cô gái trẻ. Người nhạc công chính là Seb, chàng trai hôm đó trên cầu nhận ngón tay giữa của Mia. Seb là một pianist và nghèo. Biết tại sao Seb nghèo không? Vì anh ta không quan tâm gì khác ngoài âm nhạc. À, thật ra là có, đó là một quán bar chết tiệt gì đó tên là Samba Tapas, một nơi có vẻ như anh rất yêu quý. Chị của Seb chỉ muốn anh đi gặp một cô gái, nhưng có vẻ như cô ấy là người không biết gì về nhạc jazz. Bỏ qua những hóa đơn lần lượt đến hạn phải đóng, Seb ngồi đó và chơi những bản nhạc anh yêu thích. Tôi đến, Seb làm việc ở Lipton. Ông chủ Bill chỉ muốn anh chơi những bản nhạc sôi động liên quan đến Giáng sinh. Một người nghệ sĩ nhạc jazz đánh bài Jingle Bell với mấy đồng đô la tiền tip, hay là tự tip cho mình trước lấy hên nhỉ? Sau hai ca khúc thấm đẫm không khí Noel, anh độc tấu bản nhạc đầy mâu thuẫn như tâm hồn của người nghệ sĩ đang giằng xé. Nói mâu thuẫn vì đây là bản nhạc phản ánh đúng tâm trạng của hai người lúc này, không rõ là buồn hay vui, hạnh phúc hay tuyệt vọng, chỉ muốn thả mình vào đam mê cháy bỏng của bản thân. Đống xác không giữ nổi những lọ tóc của người nghệ sĩ. Seb bị sa thải vì không biết làm công việc của mình. Đằng xa, cô gái Mia vẫn đang nhìn chằm chằm về phía anh. Mia tiến lại gần và tất cả những gì cô nhận được là một cú huých vai đủ mạnh. Thời gian trôi qua, Mia vẫn miệt mài cast các vai diễn, nhưng lắc đầu vẫn là thói quen của các biên kịch. Mùa xuân tới, tại một bữa tiệc bể bơi nhiều ngực và mông, Mia đã lại một lần nữa chạm mặt với Seb đang chơi keyboard cho một ban nhạc. Cô châm chọc anh bằng cách yêu cầu ban chơi bài Iran. Seb sau đó có cuộc trò chuyện đầu tiên với cô gái cá tính. Vậy ra cô là diễn viên à? Cô nghĩ cô hơn tôi nên có quyền điều khiển người khác làm gì à? Seb, hết giờ nghỉ rồi, và chơi tiếp nhanh. Đúng là anh không để người khác điều khiển mình thật. Tối hôm đó, nhờ có Seb, Mia thoát khỏi tên biên kịch lắm mồm thích khoe khoang. Cả hai có buổi tối lãng mạn của hai người không thích nhau. Tất cả là vì Mia mãi không tìm được xe của mình. Cô nghe lời anh chàng nhạc công mới quen, giờ cái remote sát đầu để biến mình thành anten và tít tít. Hai người quay lại với những bộn bề của cuộc sống. Mia đi làm ở quán cà phê, nghe khách hàng than phiền về việc không có lúa mì trong bánh. Cùng với lịch thử vai tiếp theo trùng với ca làm cuối tuần, thì sự tích cực đã đến với cô một cách đầy bất ngờ. Seb đến gặp Mia và dắt cô gái bước vào thế giới của anh ta. Thật ra hai người chỉ tản bộ và nói chuyện về chiếc cửa sổ trong Casablanca, về người tình tên Greg nào đó của Mia, và việc Seb sẵn sàng đi bộ thêm 5 cây nữa để mua cà phê ở quán Samba Tapas. Còn Mia thì sao? Tại sao cô ấy muốn làm diễn viên đến vậy? Dì của Mia từng là diễn viên. Bà đưa Mia đi xem phim ở thư viện từ khi cô bé tí. Môn nghệ thuật hại mắt cứ thế ngấm dần vào tâm hồn của Mia. Cô nàng diễn lại những vở kịch mình từng xem, thậm chí còn tự viết kịch cho mình đóng. Seb nói về việc vậy tại sao Mia không viết ra một kịch bản phim cho chính mình, thay vì cứ đi thử vai chờ đợi cơ hội từ người khác. Tôi không thích nhạc jazz, sẽ không chấp nhận việc ghét một thứ gì đó khi chưa hiểu nó. Anh dẫn cô đến Lighthouse Coffee để cô có thể cảm nhận được hơi thở của jazz một cách trọn vẹn. Từ người nghệ sĩ thổi kèn đến khung cảnh hai tiếng cốc leng keng, tất cả cộng hưởng lại tạo ra sự thăng hoa của cảm xúc. Seb không thể để những điều này dần trở thành dĩ vãng. Anh muốn mở một câu lạc bộ cho riêng mình. Mia nhận được điện thoại ở hãng phim. Hai người phấn khích về lần thử vai này của cô gái, nhưng cô chỉ cần mất hai câu thoại để được đi về cho sự ấm ức. Tối nọ, Mia có hẹn xem phim với Seb, mà quên mất cũng có hẹn ăn tối với Greg. Chắc đầu óc cô chỉ để nhớ thoại thôi. Hoặc là tâm hồn người nghệ sĩ thật lạc lõng những câu chuyện kinh doanh trên bàn ăn. Rồi bỗng một giai điệu quen thuộc vang lên. Mia đứng dậy, vừa chạy vừa cười đến một nơi mà cháu thôi cũng đoán ra. Cô và Seb có cuộc trải nghiệm điện ảnh ấn tượng. Nói ấn tượng là vì hai người định hôn nhau thì phim hỏng, dán hết cả đoạn. Mia quyết định dẫn Seb đến một nơi bay bổng hơn, một đài thiên văn tên Griffith.
Ai mà không thích những vì sao chứ? Nhưng có một thứ thích hơn, đó là bay lên như những vì sao. Dù không rõ số đá còn lại giấu ở đâu, nhưng hai người như đang khiêu vũ giữa thiên hà rộng lớn. Quan trọng hơn hết là cuối cùng cũng hôn được nhau, hai người chính thức bước vào câu chuyện tình yêu mà mọi tuổi dậy thì ao ước. Lang thang khắp phố xá, hàng quán và làm điều cả hai cùng thích. Khi cả hai đang khiêu vũ thì một người bạn cũ da đen mặc áo vàng cười cười nói nói, anh ta là Kate. Kate muốn sếp gia nhập band vì thiếu chân đánh keyboard. Sếp về giấc mơ mở quán từ chối thẳng thừng. Hai người về nhà, Mia kể cho sếp nghe về kịch bản cô tự viết, anh chàng yêu thích nó. Còn Mia nghĩ ra cái tên cho quán của sếp, đó chính là Sếp. Chắc tốn nhiều thời gian động não lắm đây. Đúng ra thì có nhiều phương án trước đó như gà xiên que nhưng nghe nó thật là KFC. Hôm đó Mia có cuộc trò chuyện qua điện thoại với mẹ rất dài. Nó liên quan đến anh, đến sự bấp bênh của Seth. Điều đó khiến anh quyết định đến chơi cho Kate. $1,000 mỗi tuần sẽ gần đến mục tiêu mở quán nhạc trà sơn. Seth không hài lòng vì nhóm nhạc chơi loại nhạc khác, một chút nhẹ nhàng của pop để dễ tiếp cận hơn với đại chúng. Sau một đêm bên nhau, Seth đặt bút ký vào hợp đồng với nhóm nhạc. Mia thì từng bước lên kế hoạch cho vở kịch tự biên tự diễn. Và một show diễn của Seth, Mia đứng dưới của Vũ Anh. Nhưng cô cảm nhận được rằng thể loại nhạc này chưa bao giờ là đam mê của Seth. Mia gửi thư mời tất cả mọi người đến vở kịch So Long About The City của mình. Đã lâu rồi Mia chưa gặp Seth vì lịch diễn của anh ngày một dày đặc tối đó. Mia về nhà và thấy chàng nhạc công đang chuẩn bị bữa tối. Em sẽ đi lưu diễn cùng anh chứ? Đi đâu? Bất cứ đâu, còn vài tuần nữa là buổi diễn rồi. Em không nghĩ đó là ý kiến... Đó không phải là một điều em muốn sao? Muốn gì cơ? Anh có một công việc ổn định, nhưng không phải là để anh từ bỏ đam mê nhạc jazz của mình. Em thậm chí còn không thích nhạc jazz. Em nghĩ là sẽ không ai thèm đến gà xin que. Thì đổi cái tên chết tiệt đó đi. For God's sake, Seth. Có lẽ em chỉ thích khi anh túng thiếu, để cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Ok, buổi diễn kịch của Mia tới, sếp thì phải chụp hình cho album sắp tới của ban nhạc. Mia biểu diễn hơi thành công trước vài người khán giả ít ỏi. Khi vào cánh gà, cô nghe thấy tiếng người xì xào không hay về mình. Sự nhục nhã xâm lấn khi cô gái trẻ không còn đủ tiền để trả cho nhà hát. Sự có mặt muộn màng của sếp chỉ khiến cô gái thêm tổn thương. Mia lên xe, đi một mạch về quê, bỏ lại giấc mơ diễn viên của đang dang dở. Sau hôm đó, sếp cũng đã từ bỏ ban nhạc của mình. Anh nằm ở nhà cho đến một ngày mà Amy Brand gọi tới. Cô ta là giám đốc tuyển diễn viên khao khát được gặp Mia. Sau khi xem được buổi diễn kịch hôm đó, nhưng không thể liên lạc được, sếp lên xe và tìm được đến nhà của Mia trong đêm. Anh thuyết phục cô và bảo 8 giờ sáng mai sẵn sàng cho buổi thử vai. Sáng hôm sau, sếp đưa Mia đi. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng sếp luôn luôn tin rằng Mia sẽ thành công với ước mơ của mình. Hai người ngồi lại công viên Griffin với sự tự tin về tương lai tươi sáng. 5 năm trôi qua, có vẻ như cả hai đều đã đạt được những gì họ muốn. Mia có một gia đình nhỏ và đứa con gái. Còn sếp có một quán nhạc jazz cho riêng mình. Một tối nọ, Mia và chồng cô đi ăn. Sau bữa tối, người chồng hiếu kỳ khi nghe thấy tiếng nhạc jazz. Họ cùng nhau bước vào quán để thưởng thức một chút không khí âm nhạc. Mia bước vào và nhìn thấy dòng chữ sếp khó quên. Quán khá đông đúc và nhộn nhịp. Mia và chồng mình lấy đồ uống rồi ngồi xuống thưởng nhạc. Cô và sếp nhìn thấy nhau trong một hoàn cảnh thật viên mãn. Người đàn ông mộng mơ của cô năm nào ngồi xuống và đánh bản nhạc của thanh xuân. Trong lòng Mia hiện lên một mộng tưởng khác khi cuộc tình của cả hai có kết quả. Thành công của họ đến sớm hơn. Họ cùng nhau đi đến mọi nơi. Họ kết hôn như mọi gia đình khác và có một bé trai đáng yêu. Và cũng đến nghe nhạc jazz cùng nhau. Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, cũng là lúc mộng tưởng của Mia chấm dứt. Cuộc sống thực tế đã giết chết sự mộng mơ. Cô cùng chồng ra về. Khoảnh khắc đó, Mia quay lại nhìn sếp lần cuối. Đó là ánh mắt của sự tiếc nuối, của hai người đồng điệu về tâm hồn. Nhưng ngay sau đó là nụ cười, vì giấc mơ lớn nhất của họ đều đã đạt được. Cảm ơn em và tôi vì đã là động lực của nhau trong suốt tuổi trẻ bồng bột. Cảm ơn em vì đã luôn tin rằng chúng ta sẽ làm được. Cảm ơn em. Tôi là Châu Huệ Linh. Còn bây giờ thì... City of Storm, all I want to say goodbye.